Dạ em Phong xin chào anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của em Phong nha. Ngày hôm nay em Phong sẽ gửi cho anh chị một tòa nhà cao cấp sang trọng ở khu vực kỳ dân cư rất là đông đúc luôn nha anh chị nha. Đó, tòa nhà này thì hiện tại đang cho quá trình hoàn thiện rất là đẹp và rất là sang trọng luôn nha anh chị nha. Anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em Phong nha, hoặc là cứ xem hết video và em Phong sẽ báo giá cuối video nha anh chị nha. Và đây là nhà với diện tích ngang là 5m, dài là 20, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Đó, nhà có công hướng phong thủy là hướng chánh bắc nè, hướng chánh bắc nha anh chị. Đó, đây xung quanh hiện tại đang xây dựng rất là nhiều đây anh chị nha. Xung quanh dân cư rất là đông luôn. Mặt tiền thì đường xe hơi di chuyển đến tận nhà. Ở đây là dân cư rất là đông nha anh chị nha. Đó, thì ở đây là tọa lạc tại xã Long Trạch Cần Đức nha anh chị, Long Trạch Cần Nước gần ngã tư Sòi Đôi nha. Đó, cách ngã tư Sòi Đôi chỉ là 500m thôi. Và đường hướng ở đây nè anh chị, hướng đi ra ngã ra đường tỉnh lộ 826 nối dài đường đến Đức Thiện á, chỉ là 100m thôi nha. Hướng bên đây mình rẽ bên đây chỉ 100m thôi là đã tới đường tỉnh lộ 826 nối về dài với lại đường Đinh Đức Thiện nha. Thì mình đi ra chợ Bình Chánh chỉ là 4km thôi nha anh chị. Đi ra chợ Bình Chánh chỉ là 4km thôi. Đó, một tòa nhà cao cấp sang trọng hiện tại đang chào giá bán là 2.950 nha. Hiện tại đang chào giá 2.950. Thì 2.950 rồng có những gì thì anh chị cứ theo dõi hết video để mình nắm rõ chi tiết những căn nhà trong căn nhà này nha. Đó, và đây là không gian phòng khách nè anh chị. Không gian phòng khách rất là rộng luôn nha. Nhà là năm 20 xây dựng là hết đất nha. Xây dựng là hết đất luôn. Đó, không gian phòng khách này có một đèn chùm pha lê rất là nổi bật luôn nha. Và cặp vách tường họ thiết kế rất là đẹp và rất là sạch sẽ luôn nha anh chị nha. Cặp vách tường này đó, và cặp vách tường này cũng vậy luôn nha anh chị nha, họ dán nhựa CVC rất là đẹp luôn nè anh chị. Đó, cái chỗ này là mình để tivi ha, mình để kệ tivi họ đã lắp đặt đầy đủ cho mình rồi, và bàn ghế sofa họ tặng kèm cho mình nha anh chị nha, thì gia chủ họ sẽ tặng kèm cho mình. Và đây là cái kệ tủ gỗ nè anh chị, kệ tủ gỗ để mình trưng bày nha. Đó, họ thiết kế âm tường ở dưới cầu thang, làm dựng ở dưới cầu thang rất là đẹp và rất là sang luôn. Và tiếp theo thì cái không gian phòng bếp cũng có một cái đèn chùm ở đây rất là nổi bật luôn, và kệ tủ trên kệ tủ dưới đã lắp đặt đầy đủ rồi nha. Đó, ở đây có một bàn ghế 6 ghế ở đây để mình ăn uống ở khu vực nhà bếp nha. Và ở đây là tiếp theo là không gian phòng ngủ đây. Phòng ngủ này phù hợp cho những anh chị cô chú nào ngại lên cầu thang nha. Nó rất là tiện lợi luôn. Nhà của mình là năm 20 xây dựng là hết đất, tất nhiên ở nhà nó rộng lắm, nó rộng rất là thoải mái nha. Diện tích là quá chuẩn luôn. Và nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt lắp đặt ở phía đằng sau đây nha anh chị nha, đã lắp đặt đầy đủ thiết bị cao cấp rồi đó. Và ở dưới đây có một cái giếng trời lấy sáng rất là mát luôn nha, lấy sáng ở đây đó, có giếng trời ở đây nha anh chị nha. Rồi em Phong mời anh chị cùng lên lầu để mình xem chi tiết hơn, xong xuôi rồi em Phong sẽ báo giá cuối video nha. Đó, ở đây là cái view từ sau mình dòm ra trước đây. Không gian phòng khách anh chị xem rất là rộng luôn nha, rất là rộng luôn. Đó, ở đây là cái cầu thang họ dán bằng gạch đá nha, cái này là gạch đá nha anh chị nha. Nó rất là đẹp, đi dán họ dán màu trắng rất là đẹp luôn. Ở đây là tọa lạc tại xã Long Trạch Cần Đức nha anh chị nha. Xã Long Trạch Cần Đức cách chợ Bình Chánh là 4 km nha, 4 cây số. Đó, và đây là không gian ở trên lầu đây anh chị. Không gian trên lầu nổi bật nhất là cái đèn chùm ở đây nha. Đó, một cái đèn chùm pha lê rất là đẹp. Và đây là mình làm không gian phòng thờ, hoặc là mình làm không gian họp gia đình mình ở đây cũng được nha anh chị nha. Đó, không gian phòng thờ. Và ở phía sau đây có một không gian phòng ngủ nè. Phòng ngủ này có cửa sổ lấy gió rất là mát nè.
Đó, ở đây thì có chuyển động điện hết trơn nè, để mình gắn máy lạnh nha. Và phòng ngủ này có nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng. Ở đây nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng nha, lắp đặt đầy đủ thiết bị rồi. Phòng ngủ này rất là rộng luôn nha anh chị nha, rất là rộng luôn. Nhà có công hướng phong thủy là hướng Bắc nha. Nhà này hướng phong thủy là hướng Bắc. Và phòng ngủ ở phía trước đây cũng có nhà vệ sinh luôn nha. Phòng ngủ phía trước này là có nhà vệ sinh luôn. Thì nhà mình gồm có là 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh khép kín nha. Đó, ở đây có mấy anh thợ đang gấp gắn kiến ở bên cái hành lang ở trước. Và nhà này là với diện tích ngang là 5m, dài là 20. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Hiện tại gia chủ đang cần bán căn nhà này với mức giá là 2.950.000 nha. 2.950.000 là còn thương lượng trực tiếp với chính chủ. Cô chú anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ cho em Phong nha. Và em Phong xin kết thúc video này. Và em Phong xin chào, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha.